Chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winix thế hệ mới V3 của năm 2022 nhưng được khoác lên mình một dàn áo mới với một phiên bản màu xanh copan sơn độ 3D rất đẹp và cuốn hút. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại xe máy Đại Nam với địa chỉ ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính Việt Nam vào khoảng tầm 200m thôi các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại hoặc Zalo của bạn Trang 0362 973 808. Các bạn có thể theo dõi số điện thoại và liên hệ ở trên góc phải của màn hình ở đây. Rất nhiều những màu sắc đẹp, ngoài màu sắc xanh copan này ra còn có vô vàn những cái màu sắc khác nữa. Đặc biệt là anh em hỏi nhiều nhất với những phiên bản màu xám xi măng này, rồi phiên bản màu xanh xi măng, phiên bản màu xanh cyan hay là phiên bản màu vàng đen là những màu sắc anh em tham khảo và hỏi rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và một thông tin cũng khá vui nữa, giá bán hiện tại của mẫu xe này đã giảm đi rất nhiều rồi. Trong thời điểm cuối tháng 11 này các bạn nha, đối với khu vực miền Nam mức giá bán vào khoảng tầm 37 đến 39 triệu cho mẫu xe Honda Winner X là một mức giá bán cực kỳ ok trong thời điểm này. Với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo và lựa chọn. Còn với những màu sắc sơn độ ở đây, các bạn cứ bỏ thêm vào khoảng tầm 2 triệu nữa để sở hữu cho mình những màu sắc sơn độ rất đẹp đến từ xe máy Đại Nam. Các bạn có thể theo dõi một vòng 360 độ với mẫu xe Honda Winner X và đưa ra quyết định lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm này thì mẫu xe Honda Winix là một mẫu xe có giá bán giảm đi khá nhiều các bạn nha. Miền Bắc thì mình không nói rồi, bởi giá bán đã hạ sập sàn đâu đó vào khoảng tầm từ 32 đến 33 triệu. Còn khu vực miền Nam thì rất nhiều bạn hỏi và để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy, muốn mình cập nhật giá bán ở khu vực miền Nam thì hiện nay những màu sắc sơn zin vào khoảng tầm 37 đến 39 triệu trong thời điểm hiện tại. Còn như mình đã nói, sơn độ các bạn cứ cộng thêm cho mình 2 triệu vào từng màu sắc sơn độ. Sơn zin màu sắc cũng rất đẹp các bạn nha. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây được lên từ phiên bản là cao cấp, có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS và ngàm phanh màu vàng đồng đây. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Với những màu sắc này thì đại lý sẽ làm cà vẹt cho các bạn đúng màu sắc này luôn, là màu xanh đen, nên các bạn hoàn toàn yên tâm các bạn nha. Và thường mình thấy rằng những cái màu sắc xanh đen như thế này, dù các bạn không thích nữa, các bạn thay bằng bất cứ cái màu sắc nào nữa cũng hoàn toàn ok, kể cả xanh lá cây, xanh tím vân vân đều đảm bảo được cái yếu tố các bạn lưu thông trên đường các bạn nha. Rất là ok và đáng để quan tâm, mọi góc độ của xe đều rất đẹp. Và hiện tại cái độ hoàn thiện trên dòng xe Honda Winix này cũng cực kỳ ok. Dàn nhựa rất chắc chắn, tạo tính khí động học rất là ok. Đặc biệt là khối động cơ DOHC 6 số cho các bạn những cái trải nghiệm mới mẻ và hệ thống an toàn phanh chống bó cứng ABS. Trên các đối thủ chưa có nội dung này thì Honda Winix đã có trang bị để đem đến cho những giới trẻ Việt Nam chúng ta những cái trải nghiệm mới mẻ. Màn hình thì Full LCD hoàn toàn nhưng ấy lại chứa đựng rất nhiều những cái màu sắc khác nhau, không giống như những màn hình đơn sắc trên một số những cái mẫu xe đối thủ đâu. Rất thông thoáng, rõ nét. Các nút chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ. Trang bị cổng sạc 2.1A và hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key rất tiện dụng luôn các bạn nha. Phần vị trí ba ga để đồ ở đây là đại lý lên cho nó này. Rồi giảm sóc phía sau, phần để chân phía sau của người ngồi này, rồi phần che xích này đều có cả các bạn nha. Những cái món phụ kiện này mà khi các bạn mua xe tại xe máy Đại Nam ấy, các bạn sẽ được giảm từ 10 đến 50% tùy theo từng mẫu phụ kiện khác nhau các bạn nha. Đồ chơi khác nhau trên mẫu xe Honda Winix. Và đến với đại lý các bạn cứ nói là bạn Trang giới thiệu hoặc là top 5 giới thiệu, các bạn cũng sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng, từ 500 đến 1 triệu đồng cho những cái mẫu xe. Không riêng gì mẫu xe Honda Winix mà bất kể các cái mẫu xe khác đều sẽ được giảm giá. Rất là ok và chi tiết để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Và với những bạn nào đang quan tâm mà mình thấy rằng ấy, các bạn mà muốn sở hữu cho mình một khối động cơ DOHC 6 số, một trải nghiệm của dòng xe côn tay Underborn, gần như trong lúc hiện tại giá bán là cực kỳ tốt rồi. Với mức giá bán này các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu xe số trước đây ấy, đâu đó vào khoảng tầm 38-39 triệu, những mẫu xe Future cũng có các bạn nha. Nhưng với mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 trang bị khối động cơ DOHC cam đôi như thế này thì là một trải nghiệm cực kỳ thú vị rồi. Giá bán rất phải chăng 37-38 triệu mà thôi để các bạn có cho mình với một mẫu xe Honda Winix. Còn với cái phiên bản màu sắc sơn độ này thì tùy theo từng phiên bản, tiêu chuẩn phanh thường sẽ đâu đó vào khoảng tầm từ 39, còn phiên bản phanh ABS là 40 các bạn nha, để các bạn có thể tham khảo cho mình trong thời điểm hiện tại tại xe máy Đại Nam. Mình nhắc lại gửi đến các bạn ấy, với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ cụ thể là ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính Việt Nam vào khoảng tầm 200m thôi.
rất dễ tìm. Các bạn cứ đến đại lý gọi điện theo số điện thoại của bạn Trang ở đây là 0362 973 808, sẽ được bạn dẫn trực tiếp đến đại lý các bạn nha. Và khi những mỗi mua mẫu xe này thì các bạn sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe đi lại một cách vô tư và thoải mái nhất. Rất cụ thể và chi tiết như vậy rồi, để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay của kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Rất nhiều những trang thiết bị điển hình tiên tiến và hiện tại mẫu xe này đang được giới trẻ quan tâm rất nhiều. Các bạn gần như các bạn đi đường đều thấy Winix cả, bởi giá bán của nó rất tốt, rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ, mà cụ thể luôn là dòng xe Exciter 150 và 155 đang vẫn giữ ở mức vào khoảng tầm từ 45 đến 50 triệu, thì mẫu xe này đâu đó vào khoảng tầm từ 37-38 triệu mà thôi. Miền Bắc thì mình không nhắc tới ở video ngày hôm nay, bởi miền Bắc thì nhiều đại lý bán giá sập sàn luôn rồi, 31, 32, 33 đều có cả các bạn nha, để các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Và đặc biệt ấy là mình muốn giới thiệu gửi đến các bạn một phiên bản màu xanh Coban, một phiên bản màu sắc sơn độ cực kỳ mới đến từ xe máy Đại Nam, để các bạn nào quan tâm có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Nhìn ngoài cái màu sắc này rất đẹp các bạn nha, nhìn rất bóng bẩy và đẹp, đem đến một trải nghiệm rất là mới mẻ cho dòng xe Honda Winner X. Và các bạn khi đi ngoài đường ấy sẽ nhận được cái sự ấn tượng này, sự nổi bật này, và đặc biệt là ánh mắt từ những người đối diện khi các bạn lưu thông trên đường với dòng xe Honda Winner X ở đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xe máy Đại Nam để gửi đến các bạn những cái video chi tiết nhất và cụ thể nhất, cũng như 300 số độ chi tiết nhất về mẫu xe phiên bản màu xanh Copan Winner X phiên bản V3 năm 2022 này để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn dõi của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Các bạn theo dõi thêm một vòng xung quanh mẫu xe này và cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để kênh Giá Số Lốc có thể quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe khác nhau để gửi đến các bạn cùng tham khảo ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.